Xin chào tất cả các con lớp 2. Trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ học tiếp môn tiếng Anh. Và bài ngày hôm nay chúng mình học sẽ là vần yêu, sách giáo khoa trang 56 và 57, chương trình UK English. Và bài hôm nay các con sẽ học cùng với lại bạn Quốc Thiên nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái bài học này là nói về cái ô, đúng không nhỉ? Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái ô. Và trong tiếng Anh, cái từ ô này sẽ nói là umbrella. Umbrella. Và bây giờ chúng ta thử xem là nó sẽ nói như thế nào nhé. Learn to answer là học cái cách trả lời, đúng không? Bạn gái này hỏi và bạn trai này đã trả lời, đúng không nào? Bây giờ bạn Thiên thử xem là bạn ấy hỏi gì nhé. What has Sarah got? Con đọc nào. What has Sarah got? What has Sarah got? Đọc lại nào. What has Sarah got? À, Sarah got. What has Sarah got? Về chúng ta là gì? Có cái gì, đúng không? Sarah có cái gì, đúng không ạ? Có cái đồ vật gì đó ấy. Thì bạn ấy trả lời như thế nào nhỉ? She has got an umbrella. 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 À, cô ấy có gì nhỉ? Một cái ô, đúng không nào? Cô ấy dễ hỏi là Sarah có cái gì và nói rằng cô ấy có một cái ô. Bạn thì nhìn ở đây nhá, chúng ta có hình ảnh của một cái ô này, một quả bóng, một chiếc bút chì, một cái túi và một quả cam, đúng không? Và có các cái từ tiếng Anh là gì chúng ta đọc lần lượt nhá. Umbrella. Umbrella. Ball. Ball. Pencil. Pencil. Bag. Brush. Bag. Brush. Bag. Brush. Orange. À, vì sao ở đây con nhìn thấy ở cái cột ở bên tay trái của chúng ta có hai giới từ, một giới từ là a và một giới từ là an. Và vì sao chúng ta lại sử dụng hai giới từ khác nhau như thế này? Ở những bài trước mẹ đã nhắc rồi, bạn Thi còn nhớ không? Khi nào chúng ta sử dụng a nhỉ? Khi mà đằng sau của nó là gì nhỉ? Khi đằng sau của nó là nguyên âm, là các phụ âm. Còn an là nguyên âm, đúng không? Ví dụ nhá, nguyên âm của chúng mình thì sẽ có bao gồm là những nguyên âm nào? Bạn Thi còn nhớ không? Thi còn nhớ chúng ta học ở trong chương trình tiếng Việt ấy, nguyên âm trong tiếng Anh cũng giống y như là nguyên âm trong tiếng Việt thôi, đúng không nào? Nguyên âm thì chúng ta sẽ có các cái từ là u này, a này, o này, i này, e này, đúng không nào? Ở trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ bao gồm các nguyên âm đó là u, a, o, i và e. Nếu như mà chúng ta có một cái cách viết tắt để chúng ta nhớ là uể, uể oải. Đó, uể oải. Bạn Thiên nhớ không? Không. Chúng ta sẽ nhớ như thế, uể oải là các nguyên âm trong tiếng Anh đấy. U, a, o, i, e, đúng không nào? Đó là các nguyên âm. Khi mà đằng sau của nó là các nguyên âm này, bắt đầu bằng các nguyên âm này thì chúng ta sẽ sử dụng là gì nhỉ? Là giới từ ân, đúng không? Còn khi mà nó là các phụ âm, không phải là nguyên âm thì chúng ta sẽ sử dụng ơ. Vậy thì bây giờ bạn Thiên thử nối cái nào dùng ơ và cái nào dùng ân giúp mẹ nhé. Bạn Thiên nào tự nối nào. Với umbrella chúng ta sẽ sử dụng ơ hay là ân nhỉ? Ân. Đúng rồi, ân umbrella. Với từ bone. Ân, à ơ. Ơ bone, rồi pencil. Ơ. A pencil, ba. A bag, orange. An. Đúng rồi, an orange. Bởi vì là u và o là gì nhỉ? Các nguyên âm, đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ thay cái từ umbrella này bằng những cái đồ vật khác nhá. Mẹ sẽ hỏi và bạn Thiên sẽ trả lời. Thay nhá, thay từ an umbrella bằng các giới từ khác ở dưới đây, hiểu không nào? Mẹ sẽ hỏi này. What has Sarah got? What? Trả lời nào. She has got a. Trả lời. She has got a umbrella. Không. Umbrella. An umbrella là gì nhỉ? Khi mà sử dụng an là vì là ở đây là nguyên âm, đúng không? Chứ bây giờ chúng ta sẽ bỏ từ umbrella thì chúng ta sẽ thay một bone pencil, bags for orange. Con hiểu không? Giờ mẹ hỏi lại nhá. What has Sarah got? She got a bass. A bone. A bone. Rồi, tiếp theo. What has Sarah got? What has... Trả lời là C. She got a pencil. Rồi. What has Sarah got?
she got a bath. Yes, okay. Tiếp tục. What has Sarah got? She got. Chúng ta có từ orange thì giới từ an orange. An orange, đúng rồi. Chúng ta đã hiểu, nhớ nhé. Khi nào đi về các nguyên âm thì sẽ sử dụng an, và phụ âm thì chúng mình sẽ sử dụng là ơ, đúng không nào? Tiếp tục chúng ta sẽ sang phần learn to speak. Chúng ta sẽ xem là bạn gái này đang nói chuyện với mẹ bác chim cú mèo cái gì nhé. Bác chim cú mèo đã hỏi bạn ấy về cái ô này, đúng không? Chúng mình nhìn thấy hình ảnh nên là trời đang mưa và bạn ấy đang che ô, đúng không nào? Bác cú mèo hỏi gì chúng ta hỏi nhé. What's the weather like today? What's the weather? Weather like today. Thời tiết weather là thời tiết, like là như thế nào? Today là hôm nay, đúng không? What's... thời tiết hôm nay như thế nào? What's the weather like today? Đọc lại nào. What to... What's the weather like today? What's the weather like today? Thời tiết hôm nay như thế nào? Bạn ấy trả lời như thế nào nhỉ? It is raining. It's raining. It is raining. Raining là trời đang mưa. Raining là đang mưa. Nó đang là mưa. Trời nó đang, thời tiết đang là mưa, đúng không nào? Và bác ấy lại hỏi tiếp là gì nhỉ? What have you got? What have you got? Nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là... cái này chúng ta học rất nhiều lần rồi. What là cái gì? Have you got là gì nhỉ? Have you got? Thế thì bạn có cái gì để tránh mưa, đúng không? Thì bạn ấy trả lời gì nhỉ? I have got. Nghe mẹ đọc trước. I have got an umbrella. I have got an umbrella. Rồi. Gì nhỉ? Cháu có một chiếc ô. Chiếc ô thì có thể che được mưa, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại lần nữa nhé. What's the weather like today? What the weather like today? What's the weather like today? It's raining. It is raining. What have you got? What have you got? I have got an umbrella. I have got an umbrella. Rồi. Hôm nay thời tiết như thế nào? Nó đang là mưa. Thế thì cháu có cái gì để tránh mưa không? À, cháu có một cái ô rồi, đúng không nào? Nó dịch chúng ta sẽ hiểu như thế. Chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần learn to talk about. Là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có hai cái từ cần điền, họ đã cho sẵn rồi. Đó là từ rain và chữ umbrella, đúng không nào? Rain nghĩa là mưa và umbrella là cái ô, đúng không? Và chúng ta sẽ lựa chọn hai từ này và hai cái phần trống ở trong ô trống này. Rồi chúng ta sẽ đọc và bạn Thiên sẽ lựa chọn nhé. This is my. This is my. Đây là cái gì đó của tôi thì theo con. Umbrella. This is my umbrella, đúng không? Nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là đây là cái ô của tôi. Đúng rồi, my là từ sở hữu của tôi, đúng không? Cái nào, cái gì đó của tôi thì sẽ sử dụng là my. This is my umbrella. Đây là cái ô của tôi. Tiếp theo này. I use it when it's. Và từ cuối cùng là rain. Đúng không? I use it. Con đọc nào. I use it. Tôi use là sử dụng, is là nó, đúng không? Tôi sử dụng nó when, tức là khi, khi nào? It's raining. Khi trời mưa. À, I use it when it's rain. Con đọc lại nào. I use it when. Trời ơi, chúng ta đọc liền câu đi, đừng có đọc như thế, đúng không? I use it when it's rain. I use it when it's rain. Rồi, à, tôi sử dụng nó khi mà gì nhỉ? Trời mưa, đúng không? It keep me dry. Đọc nào. It keep me dry. 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 It keep me dry. It keep me dry. Nó gì nhỉ? Giữ cho tôi được khô ráo, đúng không? Tôi sử dụng nó khi mà trời mưa và tôi che nó lên thì nó sẽ giữ cho tôi khô ráo, không bị ướt, đúng không? Và gì nhỉ? It's give me sap. It's give me sap. It's give me sap. It's give me sap. À, it's give me sap, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cả nhé. This is my umbrella. This is my umbrella. Đây là cái ô của tôi, đúng không nào?
I use this when it's rain. I use it when it's rain. I use it when it's rain. It keeps me dry. It keeps me dry. It gives me sense. It gives me sense. Rồi, ok. Ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là phần learn to this. Nào, đây là bốn câu. Bốn câu này nói về cái ô đúng không? Họ tạo về cái ô. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lần lượt nhá. This is an umbrella. This is an umbrella. Dịch nghĩa nào? Đây là một chiếc dù. Rồi. Is it a red umbrella? It is a red umbrella. Còn dịch nghĩa nào? Nó có màu đỏ. Chính xác. It keep my dry. It keep my dry. Nó gì? Nó giữ cho tôi được khô ráo, đúng không? Nó giữ cho tôi được khô ráo. Và it give me sense too. It keep the me. Give me sense too. It keep the me sense too. À, nó còn gì nhỉ? Nó còn giúp tôi che bóng râm nữa. Khi mà không chỉ là che trời mưa đâu nhá. Trời mưa thì có thể giữ cho khô ráo, nhưng mà khi mà trời nắng che nó thì nó có thể giúp cho tôi có được bóng râm đúng không? Không bị nắng đúng không nào? Giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa nhá. Mẹ sẽ đọc lại một lần nữa và mẹ dịch nghĩa và sau đó bạn Thiên làm lại được không? Nha. This is an umbrella. It's the rest umbrella. It keeps me dry. It gives me sense too. This is an umbrella. Tôi có một chiếc dù. It is a red umbrella. Tôi có một chiếc dù màu đỏ. It keep me rain. It keep me dry. It keep me dry. Nó giữ cho tôi đi. Khi mà trời mưa thì nó giữ cho tôi khô ráo. Rồi. It will. It give me sense too. It will the me with too. It give me sense too. It give bunny Sesto. Nó gì vậy? Nó còn giúp tôi có được bóng râm nữa, đúng không nào? Rồi chúng ta sẽ dừng video ở đây nhé. Xin cảm ơn các con đã học cùng với bạn Cung Thiên. Và hãy nhớ đăng ký để học cùng với bạn Thiên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.